cho các bạn từ số 4, đó là weekly, weekly, weekly. Ở đây chúng ta có hai vần và dấu nhấn rơi vào vần đầu tiên, vậy thì mình sẽ lên giọng ở we, we, we. Đây là âm y dài, âm y căng miệng, thì chúng ta sẽ hơi căng miệng qua hai bên và đọc y, we, we, we. Âm thứ hai, vần thứ hai đó là cle, cle, cle. Ở đây có âm k, k, k nằm ở giữa từ, thì bạn sẽ bật hơi nhẹ ra, nâng gốc lưỡi lên và bạn bật hơi ra k, k, k. Cle, 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 weekly, 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 weekly. Ví dụ, it's a weekly magazine, it's a weekly magazine.